Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Sau đây hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất trong ngày hôm nay. Trong khuôn khổ video này, mời quý vị và các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Báo Indonesia tinh tướng khoe mẽ, nhìn chúng ta thế này Việt Nam không dám đá. Thủ môn Bùi Tiến Dũng hiến kế giúp thầy Park đả bại U22 Indonesia. Sao Thái Lan lên tiếng thách thức, bóng gió ví Việt Nam chỉ chung mâm với Lào và Brunei. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Vừa vùi dập Brunei, sao Thái Lan lên tiếng chúng tôi sẽ hạ Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tuyển U22 Thái Lan ngày hôm qua đã có chiến thắng đầu tiên ở SEA Games sau màn chút giận tới 7 bàn thắng vào lưới U22 Brunei. Chiến thắng trước Brunei ít nhiều mang đến cho họ niềm tin trong nỗ lực giành tấm vé vào bán kết SEA Games năm nay. Phát biểu trước giới truyền thông ngày hôm nay, đưa tin về SEA Games, tiền vệ Anon lạc quan về trận thắng vừa qua, anh này cho biết: chiến thắng trước Brunei không đơn giản chỉ là 3 điểm mà nó còn giống như cơ hội để cho chúng tôi tìm kiếm những điều mới mẻ. Mọi người đều thấy chúng tôi đã thể hiện nét tích cực hơn, tất nhiên vẫn còn một số điểm cần phải cải thiện. Anon là cầu thủ nổi bật nhất trong đội hình U22 Thái Lan trong trận thắng U22 Brunei khi anh ghi đến 2 bàn. Cầu thủ 22 tuổi này tự tin là Thái Lan sẽ thắng cả 3 trận còn lại, đặc biệt là cuộc thu hùng với U22 Việt Nam ở lượt trận cuối cùng. Anon nói bóng gió rằng U22 Thái Lan không hề e ngại Việt Nam khi so sánh 3 đối thủ còn lại đều như nhau. Mục tiêu duy nhất của chúng tôi là chiến thắng 3 trận còn lại. Tôi không thấy đội nào nổi bật hơn so với phần còn lại. Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ. Điều này giúp chúng tôi không phạm sai lầm nào và thêm quyết tâm để đạt mục tiêu đề ra. Báo chí Indonesia lạc quan, tự tin cho rằng nhìn vào đội hình U22 Indonesia, Việt Nam sẽ không muốn đá. Báo giới Indonesia tỏ ra cực kỳ tự tin khi đội nhà sắp đối đầu tuyển U22 Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, khí thế của Indonesia đang lên rất cao sau khi họ vượt qua hai thử thách khó khăn là Thái Lan và Singapore. Trong bối cảnh họ ở hai lượt trận cuối của bảng B tại SEA Games 30, chỉ phải gặp các đại diện rất yếu đến từ Brunei và Lào. Chỉ cần hòa được Việt Nam là cơ hội đi tiếp của Indonesia là rất cao. Và dư luận Indonesia vào lúc này đang tỏ ra hết sức hứng khởi trước trận gặp Việt Nam vào ngày 1 tháng 12 tới. Không chỉ vì Indonesia đang bằng điểm mà còn vì đã đấu những đối thủ khó. Hơn nữa thì đội U22 của nước họ đang nhận được sự kỳ vọng lớn của người hâm mộ do bộ mặt bạc nhược của đội tuyển quốc gia. Mới đây, tờ báo Super Bowl, tờ nhật báo bóng đá của Indonesia đã tỏ rõ sự tự tin trước trận cầu đinh với bài viết về tình hình của U22 Việt Nam. Với tựa đề, nhìn vào đội hình U22 Indonesia này, Việt Nam sẽ không muốn đá. Bài viết cho rằng Việt Nam sẽ phải có sự chuẩn bị từ trước để có được lực lượng mạnh nhất trước khi đối đầu với đội bóng của họ. Phía Việt Nam chắc chắn là hiểu được ý nghĩa quan trọng của trận đấu này, bởi một kết quả tốt sẽ giúp họ nắm quyền tự quyết của bảng đấu. Họ phải xoay vòng lực lượng trong hai trận vừa qua để chuẩn bị cho trận đối đầu với chúng ta. Bài viết có đoạn: đây là thời điểm ít thuận lợi nhất cho Việt Nam để gặp Indonesia. Chúng ta không những đã thắng hai đối thủ khó mà còn giữ sạch lưới. Và sau trận đấu này chúng ta chỉ gặp hai đội yếu hơn và gần như chắc chắn sẽ bị loại. Việt Nam có thể có vài người từ đội tuyển quốc gia góp mặt, nhưng chúng ta đã vô địch giải U22 Đông Nam Á năm nay trên mặt cỏ nhân tạo và đánh bại chính Việt Nam ở bán kết. Tương tự thì các đầu báo thể thao lớn khác của Indonesia cũng có sự lạc quan rất cao và họ đánh giá rằng việc vượt qua được Thái Lan và cả Singapore cho phép đội nhà có tâm lý thoải mái và tự tin hơn. Cùng với đó, họ đánh giá rằng Việt Nam sẽ cảm nhận được sự hồi hộp nhất định vì chưa rõ thực lực của chính mình khi đấu các đối thủ mạnh của bảng, theo tờ Bola Score. Thực sự thì chính những kết quả tuyệt vời của Indonesia phần nào đẩy chúng ta và Thái Lan vào thế sinh tử. Indonesia chỉ cần hòa Việt Nam thì chắc chắn là lọt vào bán kết. Thậm chí là ngay cả khi thất thủ trước Việt Nam thì đội bóng xứ sở vạn đảo vẫn còn nguyên cơ hội, bởi Thái Lan buộc lòng phải thắng Việt Nam mới chắc chắn có tấm vé đi tiếp. Thế nên trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ mang tính chất quyết định đến tấm vé đi tiếp dành cho một trong hai đội. Kịch bản này cực kỳ giống với kỳ SEA Games diễn ra cách đây 2 năm. Cách đây 2 năm thì đội U22 Indonesia cũng xuất sắc cầm hòa Thái Lan và Việt Nam, rồi rảnh tay thắng những đối thủ lót đường như Campuchia, Brunei và Philippines. Sau đó, đội bóng xứ sở vạn đảo thong dong đá với Campuchia trong khi Thái Lan cùng Việt Nam chơi trận sinh tử. Đáng tiếc là Việt Nam của lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh thất thủ cay đắng 0-3. Nhìn vào cục diện bảng B SEA Games năm nay, tính cho đến thời điểm này,
lịch thi đấu dường như đang lặp lại, chỉ có điều là vị thế của Việt Nam lúc này khác cách đây 2 năm rất nhiều. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cần phải ghi nhớ bài học quá khứ nhằm trước trận gặp Indonesia diễn ra ngày 1 tháng 12 tới đây. Điều này xem ra rất khó khăn bởi Indonesia vào lúc này ngày càng lì lợm và bản lĩnh hơn qua các trận đấu. Đội bóng này thực sự đã trở thành một đối thủ khó lường nhất ở bảng B. Vì vậy, họ mới đang là thử thách khó nhất trên con đường chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games 30 của Việt Nam. Thủ môn Bùi Tiến Dũng hiến kế giúp thầy đả bại U22 Indonesia. Thủ thành Bùi Tiến Dũng đã có những chia sẻ trước thềm trận đấu quan trọng của U22 Việt Nam với U22 Indonesia vào chiều ngày 1 tháng 12 tới đây. Quý vị và các bạn thân mến, sau chiến thắng 1-0 trước Lào vào tối ngày hôm qua thì sáng nay, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với 7 học trò ít thi đấu đã ra sân tập luyện. Những người còn lại được cho là ở lại khách sạn để thả lỏng. Thủ môn Bùi Tiến Dũng sau khi được cho nghỉ ngày hôm qua đến ngày hôm nay đã ra sân tập và có những chia sẻ về sự chuẩn bị của đội trước thềm trận đấu quan trọng với Indonesia. Cả Tấn Sinh và Trọng Hùng đều đang cố gắng hồi phục chấn thương sớm nhất để quay trở lại chiến đấu cùng toàn đội. Hiện tại thì chúng em chỉ có 20 người phải xoay tua liên tục để không bị quá tải bởi mật độ thi đấu dày và gần nhau, thủ môn Bùi Tiến Dũng cho biết. Tất nhiên rồi, đó là mục tiêu không chỉ của riêng tôi mà của toàn đội U22 Việt Nam, đặc biệt là hàng thủ. Trước tiên phải giữ sạch lưới, muốn giành được chiến thắng hay không thì hàng thủ và thủ môn phải giữ được sự tập trung cao nhất. Thủ môn của Hà Nội FC khẳng định quyết tâm sẽ giữ sạch lưới ở trận đấu tới. Ngoài việc được ban huấn luyện cho xem băng hình phân tích điểm mạnh điểm yếu của Indonesia thì ở phòng chúng tôi cũng tự xem thêm các video về đối thủ này. Tất nhiên là chỉ xem được vào những khung giờ được xem TV. Nếu đánh giá về Indonesia, tôi nghĩ nên để cho ban huấn luyện chia sẻ, các thầy sẽ đưa ra nhận định chính xác hơn. Riêng về cầu thủ chúng tôi, hôm qua có xem trận đấu của Indonesia thắng Singapore và họ thực sự là có thể lực rất tốt. Tiến Dũng đánh giá về đối thủ U22 Indonesia mà chúng ta sẽ chạm trán vào ngày 1 tháng 12 tới đây. Chia sẻ tiếp, Tiến Dũng cho biết, khi thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo, bóng sẽ đi nhanh hơn, độ nảy cũng rất khó phán đoán. Toàn đội đã làm quen với mặt sân cỏ từ đầu giải, nhưng lúc này chúng tôi cảm thấy hơi khó vì chất lượng không được như mong muốn. Sau buổi tập sáng ngày hôm nay, chúng tôi sẽ có một buổi họp để phân tích về trận đấu ngày hôm qua. Những gì tốt hay chưa tốt sẽ được các thầy phân tích rõ, kể cả bàn thua ngày hôm qua. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh nói, trọng tài nghiệp dư quá, tước 2 bàn thắng của Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, U22 Việt Nam thắng U22 Lào với tỷ số 6-1. Nhận xét về chiến thắng dễ dàng này, huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh tỏ ra tiếc nuối, hai tình huống bị trọng tài thổi việt vị gây tranh cãi. Đội hình hôm nay của chúng ta rất mạnh đấy, tất nhiên hôm nay có vài vị trí phải đá khác đi, ví dụ như là Bùi Tiến Dũng. Vị trí của những Trọng Hoàng, Quang Hải thì vẫn giống như trước trên đội tuyển quốc gia thôi. Có những sự thay đổi nhưng tôi nghĩ lối chơi như thế này là rất ổn. Có lẽ còn đôi chút vấn đề ở hàng thủ thôi. Ví dụ bàn thua của chúng ta là do không ai kèm nên họ dễ dàng đánh đầu. Còn từ hàng tiền vệ trở lên là chúng ta chưa ổn. Họ không thể tấn công nhưng khi tổ chức đá phạt thì lại nguy hiểm cho ta. Còn khi chúng ta tấn công thì rất tốt, dễ dàng tạo ra cơ hội ghi bàn. Chúng ta có ý đồ tấn công rõ nét, ví dụ như tìm cách phá bẫy việt vị. Họ đá ngang, chơi 6 hậu vệ nên khiến chúng ta đột phá rất khó. Nhưng nếu chúng ta tìm cách phá bẫy việt vị thì sẽ dễ hơn. Tiếc là trọng tài lại bắt sai hai tình huống của chúng ta là việt vị. Trình độ của trọng tài biên là hơi dở, như là trọng tài nghiệp như vậy. Trong khi đó, cựu danh thủ Quốc Phượng cho rằng chưa thể nhận định gì nhiều sau chiến thắng này do đối thủ quá yếu. Anh cũng đánh giá mức độ phối hợp giữa những Quang Hải, Văn Hậu, Hùng Dũng với phần còn lại chỉ ở mức 70% chưa được trọn vẹn. Thật sự trận này không có gì để ấn tượng về lối chơi cả, không phải vì chúng ta không thể hiện được mà bởi đối thủ quá yếu. Mục tiêu của chúng ta trận này là đưa các cầu thủ trụ cột vào để các bạn ấy kết hợp với phần còn lại để chuẩn bị cho các trận khó khăn sắp tới. Theo cá nhân tôi, kết quả thử nghiệm là rất tốt, là không chấn thương thì thành công rồi, còn đánh giá chúng ta thể hiện được nhiều hay ít thì khó nói lắm. Ở trận này, tôi nghĩ độ kết hợp giữa các cầu thủ trụ cột mới vào với phần còn lại khoảng 70% thôi. Có một vài tình huống cầu thủ cũ với các bạn trẻ ở mức tròn trịa thôi chứ chưa hoàn hảo. Đấy là lý do ông Park đưa các bạn cũ vào để làm quen với phần còn lại. Khi được hỏi với đội hình hôm nay và những gì đã thể hiện, liệu chúng ta có thể hoàn toàn tự tin bước vào cuộc chiến gặp Indonesia hôm ngày 1 tháng 12 tới hay không? Cựu danh thủ Quốc Phượng nói. Nhìn đội đá thế này thì dĩ nhiên chúng ta hoàn toàn tự tin cho trận đấu tới gặp Indonesia. Chúng ta có nhiều cá nhân đột biến, khả năng ban bật trên sân đối phương cũng có cải thiện hơn trước, đấy là vấn đề về tư duy tấn công.
Nhận định về kết quả trận tới, ông Vinh tiếp, so với Indonesia thì chúng ta đồng đều hơn, khả năng tấn công của ta hay hơn, đa dạng hơn Indo. Họ khỏe nhưng các miếng đánh thì ít hơn chúng ta. Trận tới tôi nghĩ Việt Nam sẽ thắng 2-0. Cựu danh thủ Quốc Vượng thì khá thận trọng khi cho rằng chúng ta chỉ có thể thắng Indonesia với cách biệt tối thiểu. Trận tới gặp Indonesia thì chúng ta không thể chơi phòng ngự phản công rồi. Tôi nghĩ chúng ta phải là đội cầm bóng thôi. Mặt sân cỏ nhân tạo cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến chuyên môn đấy chứ không đùa đâu. Ngoài ra vấn đề về thể lực cũng đáng lo. Nếu chúng ta khắc phục tốt vấn đề thể lực và sân bãi thì sẽ thắng Indonesia thôi. Tất nhiên tôi nghĩ có thắng thì cũng chỉ cách biệt một bàn thôi. Quay lại trận thắng Brunei vừa rồi, ông Vinh nói thêm về màn trình diễn của những ngôi sao xuống từ đội tuyển quốc gia, đồng thời nhận định cái tên thủ môn có thể được chọn bắt chính trước Indonesia. Hôm nay những trụ cột như Quang Hải, Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu đều thể hiện được vai trò cầm trịch trên sân, họ có kinh nghiệm thi đấu tốt hơn. Một điều mừng nữa là ngoài Đức Chinh thì Tiến Linh cũng ghi bàn tốt rất rõ nét. Tôi nghĩ Bùi Tiến Dũng vẫn nhỉnh hơn Văn Toản, cậu ấy đã kinh qua vòng chung kết U23 châu Á và ASEAN năm 2018 rồi nên có kinh nghiệm, cậu ấy cũng đang bắt tốt, chỉ có là xem tâm lý thi đấu thế nào thôi. Còn khả năng thì cậu ấy vẫn hơn các thủ môn trẻ khác. Tôi nghĩ Dũng vẫn sẽ là lựa chọn xứng đáng hơn cho Tây Bắc ở những trận đấu căng thẳng. Vào lúc 19 giờ hôm nay, Indonesia có trận đấu thứ hai gặp Singapore. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón nghe những tin tức bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.